Xin chào anh em trở lại kênh YouTube của Việt nha. Hôm nay lại là một cái chủ đề biết chắc chắn khi đăng video lên sẽ rất là nhiều anh em quan tâm. Các bạn biết đó, mình up cái video là hướng dẫn nuôi cá rô đầu nhím, hoạch toán bài cá rô đầu nhím và phân biệt cái nguồn gốc cá rô đầu nhím á. Thì thực sự bên đó xoay quanh cái vấn đề đó thì rất là nhiều anh em quan tâm về cái vấn đề là thức ăn cho con cá rô. Thì anh em hỏi mình là nuôi cá rô đầu nhím á, thì phải lựa chọn thức ăn của công ty nào, lựa thức ăn loại nào dành cho cá rô và bao nhiêu đạm, và khi bắt cá về cho ăn những cỡ ly thế nào và độ đạm như thế nào và cái khẩu ăn phần ăn như thế nào cho nó phù hợp. Thì cái video Việt sẽ up vào 19 giờ 15 ngày mai ha, anh em nhớ bấm đăng ký kênh để xem video ủng hộ giúp Việt nha.